nhớ rong cho nhiệt sĩ cái ti nên chả mong số lượng số tù nhớ thông báo lúc ăn thu nó nè để nói cho thông báo channel ê bây giờ nhiệt sĩ tu nhớ cho lúc tới chờ hùa thì Australia nó nè nu nó bây giờ cho nên thà bên một sai luôn trong hùa thì surface paradise nó nè đó bên một sai bây giờ chạy lúc phải gì đồ thật lệ gì chân trong nó chân trong nó trong mấy xưa đó gì chân trong nó đó bên một sai chân trong nó để nói nhau gì chơi thật lệ nữa thật lệ nhau cho phan lâu nó chỉ để bây giờ chạy lúc phải chạy tắc kè nó xem nè chạy tắc kè nó nửa mà lý cho mù trong đồ hết xưa đó ý là ta xin nó bé là sao nó chơi nên thứ bỏ thế lo cho chân tu hết chứ nên bỏ bỏ là lúc tăng liên nó chơi là sao tăng liên bên chơi chơi bên mù đi nó chơi nếu tu hết cho hết chứ nhau phan lâu nó sẽ chơi dù thứ bỏ đi nó chơi lỡ qua cho chân chơi lúc phải đón to chơi hết chứ cho chân nên to mù sai thế to mù to kia nên tu hết chứ nó chơi bé cho mình chia sẻ khó chơi tu cho nữa wang kha cha ti ya ne chi mo lu fan je je pe mun je han da su je pe ma li mu to ke ta du ye ti na okay bula ta ne tai ne mo pe kha na nyang da ka what are those for anyway the fins yeah the fin is that to cut the water or that's to steer it steer it is it yeah yeah oh that steers it and gives you stability okay so it helps these two help hold you in the wave uh-huh. and this one's for steering it for turning it you know yeah can you auto me no yeah actually help to steer is it this one no these hold you in the wave okay auto no yeah auto no actually auto me no yeah auto actually you have to จะ đen tàu lo cho nên lại cho đây and this one This one's for turning it, steering it. Oh, steering. Yeah, yeah. Jai tu lo lo na ya tu kong ke ka le phan lo phasi la ka mu tao na na. Do you mind if I take a picture of you two? I'm going to put it in YouTube. Is that all right? Yeah, that's fine. Yeah, okay. Are you a star? I am now. okay, jai tu na nu lu na xie mo na na. How tall is that? That's 9'6". จู่จุดจอกระต่ายนั่นในไฮเลนด์นั่นแน่หูหล่อถอนในไทยกันนะ All right, thank you. Pleasure. What nationality are you?